Chào các em, chúng ta lại gặp nhau ở vòng thi số 5 V-Olympic lớp 9. Bài thi số 1. Cái này các em có thể bấm máy nếu lười. Đáp án là 10 các em. Đáp án là 4. Các em vẽ hình và dùng hệ thức lượng sẽ xong liền. Tính giá trị. Các em có thể rút gọn nhanh ngoài nháp ha, hoặc là dùng máy tính nếu lười. Trong hoạt đơn, cái phương thức thứ nhất sẽ ra là âm 1. Phương thức thứ hai cũng ra âm 1 luôn. Phương thức thứ nhất sẽ ra là âm căn 7. Phương thức thứ hai là âm căn 5. Và đem nhân với nghịch đảo là căn 7 trừ căn 5. Vậy là sẽ thành hàng đẳng thức. Cuối cùng sẽ ra là âm 2. Đây là bài toán căn 2 lớp. Không thể dùng máy tính để giải được. Thì các em sẽ tách nó ra. Nếu có theo dõi cái chuyên đề căn nhiều lớp của thầy rồi thì bài toán này các em thấy rất đơn giản ha. 72 căn 2. Giờ 72 căn 2 các em tách ra là thành 2 nhân 36 căn 2. Bây giờ các em phải tách 36 căn 2 ra thành 2 mảnh. Mà khi bình phương lên cộng lại thì bằng 162. Để đơn giản hơn thì căn 162 cộng 72 phần căn 2 các em có thể rút 9 ra các em. 162 rút 9, 72 rút 9. Vậy ở trong sẽ còn 9 cộng 4 căn 2. Xin lỗi các em nha. Rút 18. Vậy là còn 18. 18 cộng 8 căn 2. Rút 9 ra ngoài thành 3. Ở trong là căn của 18 cộng 8 căn 2. Bây giờ các em phải tách 18 cộng 8 căn 2 thành cái bình phương. Như vậy chúng ta thấy dễ dàng là 18 tách ra thành 16 ở đằng đầu và 2 ở đằng đuôi. Còn 8 căn 2 các em tách thành 2 nhân 4 nhân căn 2. Như vậy biểu thức cần tính sẽ biến thành là 3 lần căn của 4 cộng căn 2 tất cả bình. Như vậy là bằng 3 nhân cho 4 cộng căn 2, hay là thành 12 cộng 3 căn 2. Như vậy A sẽ bằng 12, còn B là bằng 3. A bằng 12 các em.
giá trị tuyệt đối của x cộng 3 cộng cho giá trị tuyệt đối của 3 trừ x, thầy cố tình đổi lại, sẽ lớn hơn bằng tổng giá trị tuyệt đối của cái tổng x cộng 3 cộng 3 trừ x, tức là lớn hơn bằng giá trị tuyệt đối của 6. Như vậy là 6 nha. Các em nhớ nè, giá trị tuyệt đối của A ha. Giá trị tuyệt đối của A cộng cho giá trị tuyệt đối của B thì luôn luôn lớn hơn bằng giá trị tuyệt đối của A cộng B. Nhớ điều này. Như vậy giá trị tuyệt đối của x cộng 3 cộng giá trị tuyệt đối của 3 trừ x lớn hơn bằng 6. Rõ chưa?
Bài thi số 2. Kem bấm máy hoặc là nhắm bằng tay. Một. Bốn. Tan của một góc nhân với cotang thì bằng một các em nhé. Như vậy đây là bằng một hết. Tan và cotang của cùng góc là nghịch đảo của nhau. Tam giác đều có đường cao thì độ dài cạnh. Tam giác đều có cạnh là A thì đường cao sẽ là A căn 3 chia 2. Như vậy cạnh sẽ bằng đường cao nhân 2 chia cho căn 3. Ta lấy 2 căn 3 nhân đôi rồi chia cho căn 3 sẽ ra 4 kìa. Cái này ta quy đồng trừ tử giữa mẫu, 4 cộng 3 căn 2 trừ 4 cộng 3 căn 2. Vậy nó sẽ bằng là trừ 3 căn 2. Vậy P sẽ bằng trừ 3 nha. Cho tam giác ABC đường cao AH, BH bằng 8, HC bằng 15, góc ABC bằng 45. Tam giác ABC không có vuông nha. Tam giác ABC đường cao AH như vậy là góc B 45. Vậy tam giác ABH là nửa hình vuông, vậy AH cũng bằng BH và bằng 8. Vậy AC dùng Pythagore sẽ ra là 17. 8, 15, 17 là bộ ba Pythagore hai góc. Câu 7, phương trình sẽ thay đổi như sau. 9 rút ra ngoài căn sẽ thành 3, vậy là thành căn của x cộng 1 trừ 2 căn x cộng 1. 25 rút ra ngoài, 4 rút ra ngoài là 8 nhân 2 phần 5 căn x cộng 1. Vậy ta có gì? 1 trừ 2. 1 trừ 2 cộng cho 16 phần 5 bằng 11 phần 5 căn x cộng 1 bằng 11. Như vậy là căn x cộng 1 sẽ bằng 5. Vậy x sẽ bằng 24. Có một nghìn thôi, nó lừa mình đó. Câu số 8, nó sẽ thành căn của x trừ căn 2 tất cả bình trừ căn của x trừ căn 2. Trừ cho căn của x căn 2 trừ 1 tất cả bình bằng 0.
Vậy là giá trị đối của x trừ căn 2 trừ giá trị đối của x căn 2 trừ 1 bằng 0. Vậy hai cái giá trị đối này bằng nhau. Ta có hai bài toán con: x trừ căn 2 bằng x căn 2 trừ 1, hoặc là x trừ căn 2 bằng 1 trừ x căn 2. Bài thứ nhất, x trừ căn 2 bằng x căn 2 trừ 1 thì nó sẽ ra là x chuyển qua bên trái, x rút ra 1 trừ căn 2 sẽ bằng trừ của 1 trừ căn 2. Như vậy là bài toán con thứ nhất cho ta kết quả là x bằng 1, xin lỗi, trừ x bằng trừ 1. Bài thứ hai là bài toán con thứ hai, x nó sẽ ra là 1. Thì có hai giá trị ha, là 1 và trừ 1. 1 và trừ 1. Thì các em có thể thử lại để cho chắc ăn. Nếu x bằng 1 thì sao? Đúng, đáp án đúng. Nếu x bằng trừ 1 cũng đúng luôn. Em tự thử lại. Câu số 9. Căn A cộng 2 tất cả bình rút gọn với căn A cộng 2 là còn căn A cộng 2. Còn bên này là 2 trừ căn A, 2 cộng căn A là thành trừ căn A cộng 2, vậy bằng 0 ra. Bên này rút gọn là ra là trừ của 2 cộng căn A. Bên kia là 2 cộng căn A là bằng 0. Bằng 0. Rồi giá trị nhỏ nhất của biểu thức C câu 10. Căn x trừ 2 trị tuyệt đối cộng cho căn của 3 trừ căn x trị tuyệt đối. Thì nhắc lại, biểu thức C sẽ thành giá trị đối của căn x trừ 2 cộng giá trị đối của 3 trừ căn x. Thì nó sẽ lớn hơn 1 bằng trị tuyệt đối của căn x trừ 2 cộng 3 trừ căn. Vậy là lớn hơn bằng 1. Giá trị nhỏ nhất sẽ bằng 1. Ta kiểm tra lại một xíu. Cho nộp bài cho. Sai một câu. Các em tự tìm lại câu sai nhé.
Rồi, bài này khá đơn giản ha. Tôi chọn số âm trước. Rồi tới đầu không. Đúng thật. Đây là 2.14, mình tính sai nó rồi. Vậy tiếp theo sẽ tới số 1 kìa. Số 1 là đúng. Số 1 và tới đầu 2. Và tới đầu 3. Đầu 4 và đầu 6. Tạm biệt các em.